Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, sau 18 năm vận hành, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở thành thị trường có tốc độ phát triển nhanh nhất về quy mô và thanh khoản trong khu vực. Hiện quy mô của thị trường vốn đã tăng gấp 4 lần năm 2012 và tương đương 117% GDP. Con số này thể hiện điều gì? Chứng khoán đã trở thành kênh huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế. Những điều gì còn tồn tại trên thị trường? Các nhà đầu tư, doanh nghiệp thành viên thị trường nói gì về kênh chứng khoán? Chứng khoán cuối tuần này sẽ thực hiện về đề tài chứng khoán kênh gọi vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những con số về thị trường chứng khoán cập nhật đến hết tháng 8 năm 2018 qua phóng sự ngay sau đây. Qua 18 năm ra đời và phát triển, tính đến thời điểm ngày 30 tháng 8 năm 2018, vốn hóa thị trường đã đạt hơn 4 triệu tỷ đồng, tăng 4,55% so với cuối năm 2017, tương đương với 81% GDP, vượt mục tiêu đặt ra trong đề án phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020. Hàng hóa trên thị trường ngày càng đa dạng với 748 cổ phiếu chứng chỉ quỹ niêm yết trên hai sàn và 770 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên Upcom với tổng giá trị niêm yết đăng ký giao dịch đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 17,4% so với cuối năm 2017. Thì cái quy mô thị trường thì tăng nhanh, rồi khối lượng giao dịch thì cũng tăng nhanh. Và chất lượng của các công ty niêm yết rồi công ty chứng khoán về nhìn chung là tốt hơn so với các năm trước đây. Thế và từ đó thì thị trường chứng khoán thì là đã trở thành một cái kênh để mà huy động vốn chung và dài hạn cho chính phủ và doanh nghiệp. Thì các ông chí thấy là năm vừa rồi là chính phủ huy động vốn trên thị trường chứng khoán là rất tốt. Nó tạo điều kiện là để cơ cấu lại cái nợ công mà trước hết là cái nợ trong nước. Thế và huy động được cái nguồn lực thế để đảm bảo được cái kế hoạch tài chính ngân sách. Niềm tin của các nhà đầu tư với thị trường ngày càng tăng thể hiện qua việc gia tăng về số lượng tài khoản. Tính đến ngày 31 tháng 8 đạt gần 2,1 triệu tài khoản, tăng 8,8% so với cuối năm ngoái. Trong đó tài khoản nhà đầu tư nước ngoài tăng 19% so với cuối năm ngoái, song song với sự gia tăng về thanh khoản, tăng 60% từ mức 3.000 tỷ đồng một phiên năm 2016 lên mức hơn 5.100 tỷ đồng một phiên vào tháng 8 năm nay. Về công tác huy động vốn, tính từ đầu năm 2000 đến tháng 6 năm 2018, thị trường chứng khoán đã giúp doanh nghiệp và chính phủ huy động được hơn 2,1 triệu tỷ đồng thông qua nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, chính phủ đã huy động được hơn 1,6 triệu tỷ đồng, doanh nghiệp đã huy động được 551.000 tỷ đồng thông qua đấu giá cổ phần hóa và phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Riêng 6 tháng đầu năm nay, huy động vốn qua thị trường chứng khoán đạt 11.000 tỷ đồng. Thứ nhất là về kinh tế vĩ mô của Việt Nam tăng trưởng tốt. Các chỉ tiêu cơ bản cũng như tăng trưởng GDP, lạm phát, tỷ giá, lãi suất, kim ngạch thương mại, dự trữ ngoại hối, đầu tư nước ngoài vân vân đều đạt hoặc vượt chỉ tiêu đề ra. Khối doanh nghiệp có nhiều cải thiện về tình hình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là khối bất động sản và khối ngân hàng thương mại. Thứ hai, các chính sách vĩ mô của Đảng và Chính phủ đã bắt đầu đi vào thực tiễn, đặc biệt là tinh thần nghị quyết Trung ương 10 coi kinh tế tư nhân là trụ cột phát triển kinh tế xã hội. Khẩu hiệu liêm chính kiến tạo của chính phủ đã biến thành các chương trình hành động mạnh mẽ trong điều hành vĩ mô, thúc đẩy cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước, xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng, tăng cường minh bạch và chống tham nhũng. Do vậy, lòng tin của nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài và lòng tin của doanh nghiệp được củng cố và tiếp sức cho thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán phái sinh đã triển khai được hơn một năm và giao dịch khá sôi động, góp phần cung cấp thêm công cụ quản lý rủi ro và lựa chọn mới cho nhà đầu tư. Có những cái kết quả rất là đáng tích cực trên các mặt hoạt động. Thứ nhất là về số lượng các thành viên tham gia thị trường, thì ban đầu khi khai trương thị trường mới chỉ có 7 thành viên đăng ký tham gia cung cấp các dịch vụ cho thị trường, nhưng cho đến nay đã có 9 thành viên được cấp phép hoạt động về giao dịch, bù trừ và thanh toán cho thị trường chứng khoán phái sinh. Về số lượng các nhà đầu tư tham gia thị trường thì đã có cái sự tăng trưởng vượt bậc, từ ban đầu chỉ trên 2.000 nhà đầu tư thì cho đến nay đã có trên 39.000 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản tham gia thị trường chứng khoán phái sinh. Sau 18 năm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở thành thị trường có tốc độ phát triển nhanh nhất về quy mô và thanh khoản trong khu vực. Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đã hoàn chỉnh về cấu trúc với thị trường cổ phiếu, trái phiếu chính phủ và chứng khoán phái sinh. Hiện quy mô thị trường vốn đã tăng gấp 4 lần năm 2012 và tương đương 117% GDP.
Làn sóng các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp bom tấn lên sàn chứng khoán đã kéo dài từ năm 2017 đến đầu năm 2018. Làn sóng này đã tạo ra sức bật cho thị trường chứng khoán. Điều này có thể thấy kênh chứng khoán đang là kênh huy động vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp ngoài nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng như ngân hàng. Vietnam Airlines, Vietjet Air, Petrolimex, VPBank và Vincom Retail là 5 doanh nghiệp lớn lên sàn năm 2017, giúp mang về 1 triệu tỷ đồng cho thị trường. Làn sóng này còn tiếp diễn sang năm 2018 như lọc hóa dầu Bình Sơn, PVOil, PV Power với vốn hóa hàng tỷ đô la Mỹ, Liên Việt Postbank, Techcombank, Viettel Global, Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp lớn lên sàn đã chứng minh là lực hút đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời cho thấy sự trưởng thành của cả doanh nghiệp và thị trường chứng khoán. Đây là một cái tín hiệu tốt đối với thị trường upcom nói riêng cũng như là thị trường chứng khoán nói chung, là bởi vì là như vậy là cái việc thứ nhất là thể hiện cái ý thức của các doanh nghiệp trong việc tham gia thị trường chứng khoán, trong việc minh bạch hóa các hoạt động của mình đã được tăng lên, và họ nhận thức được là việc tham gia thị trường là thứ nhất là vừa tốt cho doanh nghiệp, đồng thời cũng là một cái tốt đối với nhà đầu tư. Như vậy là nhà đầu tư người ta sẽ thứ nhất là giao dịch sẽ thuận lợi hơn, thứ hai là cái quyền và nghĩa vụ của họ sẽ được đảm bảo tốt hơn, thứ ba là cái việc tham gia này nó cũng sẽ góp phần tác động đến cái hỗ trợ cái quá trình cổ phần hóa của các cái doanh nghiệp nhà nước. Thực tế là chúng ta đang chứng kiến một cái xu hướng về minh bạch hơn về mặt niêm yết cổ phiếu. Trong vòng 3 năm trở lại đây thì vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam là tăng gấp đôi. Đấy chính là một cái mà chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn mà thị trường chứng khoán đang phát triển mạnh mẽ, khi nhiều hơn các cổ phiếu lên sàn, nhiều hơn các cơ hội đầu tư được minh bạch cho các nhà đầu tư. Từ đầu năm đến nay, trong vòng 6 tháng trở lại đây thì chúng ta chứng kiến là gần 140 cổ phiếu được niêm yết trên sàn Upcom và sàn HNX. Thì đấy là những cái điểm mà tôi đánh giá rất là tích cực cho thị trường vốn. Và đơn cử là những cổ phiếu khi mà người ta niêm yết, người ta sẽ quan tâm hơn đến các nhà đầu tư và thực sự người ta sẽ minh bạch về thông tin để hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc quản lý cái khoản mục đầu tư của mình, cũng như là một việc phát triển của thị trường để cho các cái doanh nghiệp người ta có thể huy động vốn được tốt hơn. Không chỉ doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp tầm trung và nhỏ, các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản cũng tìm đến kênh chứng khoán. Khi đã trở thành công ty đại chúng và niêm yết trên thị trường chứng khoán thì tất cả mọi hoạt động công ty cần phải minh bạch một cách tuyệt đối và đảm bảo cái quyền lợi cho cổ đông ngày một gia tăng, cũng như là quyền lợi của người lao động, và các cổ đông có quyền để đòi hỏi tất cả những vấn đề gì mà công ty mà thực sự chưa minh bạch thì công ty các cổ đông có quyền đòi hỏi. Lên sàn để giải quyết bài toán về vốn, đồng thời cũng nâng cao và cải thiện quản trị cho doanh nghiệp. Cái mừng nhất là gì? Các doanh nghiệp mà khi mà lên sàn ấy thì người ta đã đẩy nhanh được cái thay đổi quản trị, cho nên hiệu quả hoạt động tốt hơn và nó thể hiện là cái tăng trưởng trên thị trường nó tốt. Và đây cũng là cái mà để các nhà đầu tư người ta cũng đầu tư thêm vào. Các cái hoạt động giao dịch trên thị trường hiện nay thì đối với lại thị trường niêm yết thì chúng ta có thể thấy là các hoạt động của năm nay, giao dịch của năm nay, mặc dù là trên niêm yết cũng tăng, số lượng doanh nghiệp đăng ký niêm yết cũng tăng, số lượng đăng ký giao dịch trên thị trường upcom tăng, nhưng mà có thể thấy là cái hoạt động giao dịch của năm nay so với năm trước cũng đã có sự gia tăng. Vì vậy là có thể thấy là có cái nhà đầu tư, cái sự tham gia quan tâm của nhà đầu tư cũng đã gia tăng hơn nhiều so với cả những cái năm trước trở lại đây. Thì tất nhiên là khi mà các cái doanh nghiệp mà tham gia với số lượng lớn thì cái lượng cung hàng ở trên thị trường sẽ nhiều lên. Và tôi thì đánh giá rằng đấy là một cái tăng thêm cái sự lựa chọn cho nhà đầu tư. Niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán đang trở thành một xu hướng của doanh nghiệp để tăng tính minh bạch, hiệu quả hoạt động, thu hút vốn đầu tư giá rẻ. Mặc dù cùng với sự vận động của thị trường cũng như các yêu cầu pháp lý ngày càng chặt chẽ, đòi hỏi các doanh nghiệp lên sàn phải tuân thủ các quy định khá khắt khe, nhưng ngày càng có nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Việc này góp phần tăng quy mô thị trường chứng khoán, gia tăng lượng hàng hóa chất lượng, đa dạng sự lựa chọn cho giới đầu tư. Thị trường chứng khoán trong nước có quy mô ngày càng tăng trưởng, chất lượng hàng hóa được củng cố, mặt bằng định giá tương đối hấp dẫn. Cùng với những giải pháp căn bản hướng tới sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường, mục tiêu được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi sẽ không còn xa. Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn khá nhạy cảm và dễ bị tác động bởi các điều kiện kinh tế, diễn biến thị trường tài chính thế giới. Trong khi đó, các tổ chức đầu tư còn ít, nhà đầu tư cá nhân vẫn chiếm đa số và tâm lý dễ chịu tác động bởi tin đồn,
ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán. Cấu trúc của thị trường chưa hoàn chỉnh do quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn nhỏ, chưa hỗ trợ tối đa hiệu quả huy động vốn cho doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán phái sinh mới ở giai đoạn phát triển ban đầu. Và cái giải pháp như tôi nói làm sao đó để mà tăng cường cái năng lực hấp thu của cái hệ thống các cái chủ thể tham gia thị trường và củng cố cái hệ thống tài chính ngân hàng, nhất là cái khả năng va đập và chịu đựng trong cái điều kiện bối cảnh kinh tế khu vực và thế giới còn có những cái biến động. Một vấn đề nữa là cái thị trường vốn và thị trường tài chính này trong cái điều kiện mà cách mạng 4.0, chúng ta tái cấu trúc thị trường theo cái hướng hiện đại như vậy nó như thế nào? Bên cạnh đó, chất lượng quản trị công ty còn thấp so với mặt bằng chung của các nước trong khu vực. Các doanh nghiệp mới chỉ dừng lại ở mức tuân thủ các quy định. Nhìn về tổng thể, thì hiện nay tài liệu của các công ty lên sàn đang chưa được tốt. Các sàn giao dịch chứng khoán cần tối ưu hơn bởi sẽ ảnh hưởng tới tính lưu động thị trường. Một khi tính lưu động này kém thì kéo thị trường xuống. Tuy nhiên thì tôi vẫn có niềm tin về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam bởi nhìn vào cục diện dần dần sẽ có tính ổn định hơn và Việt Nam cũng là một quốc gia có dân số trẻ cũng như người đầu tư nước ngoài sẽ ngày một tăng lên. Như vậy cũng là những yếu tố giúp thị trường đi lên. Thì trước hết thì chúng ta phải tập trung tất cả cái thông tin về trái phiếu doanh nghiệp về một đầu mối. Và hiện nay Bộ Tài chính đang chỉ đạo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán để xây dựng về trung tâm thông tin trái phiếu doanh nghiệp, để ở đấy các cái thông tin về phát hành và thông tin về báo cáo tài chính của các tổ chức phát hành được công bố. Và thứ hai là xây dựng một cái hệ thống giao dịch tập trung để tất cả các cái nhu cầu mua bán, khớp lệnh và giá giao dịch trái phiếu chính phủ cũng được thể hiện, để trên cơ sở đó nhà đầu tư có thể biết được về cái giá, và một cái thứ hai là cái định giá của từng cái doanh nghiệp. Việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của công ty đại chúng gặp nhiều khó khăn do vướng mắc từ pháp luật chuyên ngành và pháp luật đầu tư. Trong 2 năm đầu tư tại Việt Nam, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu rất nhiều doanh nghiệp và cũng tham gia vào quá trình tái cơ cấu của một số doanh nghiệp. Chúng tôi nhận ra rằng quá trình thúc đẩy cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn và tốc độ cũng rất nhanh. Trong quá trình tái cơ cấu cũng gặp khó khăn trong việc thích ứng với những thể chế quản lý cũ, cần có thời gian để chuyển hóa. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, sau khi tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước thì nhận ra rằng có những khó khăn trong việc kết hợp với các cổ đông cũng như các bộ phận quản lý cũ, cần phải có thời gian thích ứng. Hơn nữa, các doanh nghiệp dưới sự quản lý của nhà nước thường có thể chế không mấy linh hoạt và thường không theo kịp tư duy thị trường trên phương diện kinh doanh và thị trường hóa. Đó là những mặt hạn chế cần thay đổi của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam trong tiến trình cổ phần hóa. Ngoài ra, nhiều yếu tố khác cần được tiếp tục cải thiện để phục vụ cho mục tiêu nâng hạng thị trường như mức độ tự do trên thị trường ngoại hối, giảm thiểu sự can thiệp hành chính của nhà nước vào hoạt động doanh nghiệp, cải thiện độ mở của thị trường đối với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư quốc tế. Cùng với đó là thị trường chứng khoán có quy mô ngày càng tăng trưởng, lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục duy trì khá, mặt bằng định giá giảm về mức tương đối hấp dẫn. Những yếu tố này cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có sức hấp dẫn riêng đối với các nhà đầu tư. Cùng với những giải pháp căn bản hướng tới sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán, mục tiêu nâng hạng sẽ không còn xa. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.